sáng 9 tháng 5, tại nhà thi đấu đa năng huyện An Phú đã diễn ra các trận thi đấu môn kéo co trong khuôn khổ Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đồng bào Dân tộc Chăm tỉnh An Giang lần thứ 9 năm 2022. Tham gia thi đấu có 8 đội đến từ Đồng bào Chăm các huyện An Phú, Châu Phú, Châu Thành và thị xã Tân Châu. Thể thức thi đấu đội nam 8 người, hạng cân 560kg, có 8 đội được chia làm 4 cặp thi đấu loại trực tiếp. 4 đội thắng sẽ vào bán kết và tranh chung kết. Sau hơn 2 giờ tranh tài với những màn kéo co hấp dẫn, kịch tính, thu hút đông đảo bà con đồng bào Chăm đến xem và cổ vũ. Kết quả, đội kéo co xã Vĩnh Trường xuất sắc đạt giải nhất chung cuộc, giải nhì thuộc về đội xã Đa Phước, hai xã Quốc Thái và Khánh Bình đồng giải ba. Hoạt động nhằm tạo sân chơi vui tươi lành mạnh, bổ ích, tăng cường tình đoàn kết gắn bó trong đồng bào dân tộc Chăm trên địa bàn tỉnh.